Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1993, giám đốc công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay, Đào Chí Hào, sinh năm 1997, nhân viên công ty Golden, Trần Thị Thanh Hương, sinh năm 1995, nhân viên thu hồi nợ của công ty Pempu và 8 người khác là nhân viên công ty và của các ứng dụng gọi tắt là app như Tự Do, Độc Lập, Nano, Gola, Nam Loan, Bluevay, Apple Loan, Sun Loan, Moon Loan, Bedong, Biloan, Red Dong, Hot Dong để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra, công an xác định có hơn 32 app cho vay tiền online hoạt động với phương thức thủ đoạn đòi nợ theo từng cấp. Sau khi đòi nợ không hiệu quả, các app vay sẽ bán nợ cho công ty luật núp bóng, công ty mua bán nợ, công ty tài chính để tiếp tục đòi nợ bằng thủ đoạn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân, ghép ảnh vu khống đăng lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín danh dự người vay và người thân. Ngày 29 tháng 5, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại hai kiosk buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 tại khu phố 4 thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Lúc này hai kiosk đều đóng cửa nên ngọn lửa bùng phát rất mạnh. Việc chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm tài sản vật dụng tại hai kiosk bị thiêu rụi gần như toàn bộ. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn làm ba chị em ruột tử vong vào chiều ngày 28 tháng 5. Hiện đã tìm được hai thi thể. Lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu bé còn lại. Theo đó, vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 28 tháng 5 trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó cả ba bé xin gia đình xuống sông Bà Dư tắm. Do lâu quá không thấy các bé về nhà nên gia đình xuống bến sông tìm và phát hiện thi thể hai bé lớn. Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay, kết hợp xác thực sinh trắc học hành khách sẽ được triển khai thí điểm đồng loạt tại các sân bay trong nước từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8. Việc thí điểm sẽ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay, thay thế căn cước công dân, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm cũng phải tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình vào việc thí điểm, cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật. Tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm kiểm soát thẻ trước khi lên máy bay sẽ có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách tự nguyện làm thủ tục. Khi hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đi máy bay, nhân viên hàng không sẽ kiểm tra trực quan tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách. Đối với một số trường hợp đặc biệt như hành khách có dấu hiệu bất thường, hành khách đi cùng chuyến bay chuyên khoang sẽ kết hợp phương pháp kiểm tra tính thật giả của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân như hướng dẫn của Bộ Công an bằng cách dùng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 cài trên điện thoại của nhân viên hàng không, quét mã QR trên tài khoản định danh điện tử của hành khách để xác định mức độ tin cậy. Ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hoành Hoa, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên CNS, Chu Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc CNS, Nguyễn Hoàng Anh, cựu Chánh Văn phòng CNS, Phó Tổng Giám đốc CNS cùng 7 bị cáo khác cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Trong đó, đối với công ty cổ phần TIE thì CNS chiếm 70% vốn điều lệ. Công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng các vấn đề như rút tiền từ quỹ khen thưởng người lao động với số tiền 21,8 tỷ đồng, chỉ đạo thoái vốn của CNS tại Sego.
và TIA, gây thiệt hại tài sản nhà nước 1,7 tỷ đồng. Thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh ngoài ngành với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoa Mai, bằng quyền sử dụng đất được định giá thấp hơn so với giá thị trường, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Bên cạnh đó, rút tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng số tiền 1,2 tỷ đồng, sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân được hợp thức dưới danh nghĩa đi công tác nước ngoài với số tiền 1 tỷ đồng và rút tiền 3,6 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu GNS mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động trái quy định nhà nước để nhận tiền chăm sóc khách hàng từ công ty bảo hiểm. Ngoài ra, Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng GNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng và thực hiện thoái vốn đầu tư của GNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng. Trong việc thoái vốn tại TIE, ông Nguyễn Hoành Hoa có vai trò cầm đầu. Ông Dũng và Hoa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong đó, ông Hoa đã tự nguyện giao nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho CNS, nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm. Quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ tổng số tiền 26 tỷ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, CNS vẫn tiếp tục căn cứ quy chế về quản lý sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi tổng cộng 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS trái Nghị định 91. Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Dương, sinh năm 1986, ngụ thị trấn thứ 3, huyện An Biên, để điều tra làm rõ về tội giết người. Trước đó, sáng ngày 27 tháng 5, tổ công tác của công an thị trấn thứ 3 thực hiện việc giải tỏa hành lang lộ giới, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn. Khi đến khu vực chợ thuộc khu phố 2 thì phát hiện Danh Dương có hành vi dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng lề đường nên tiến hành lập biên bản và tạm giữ một cây cân đồng hồ, một loa cầm tay. Nhưng Dương không chấp hành ký biên bản mà chạy về nhà lấy hai cây dao, đứng chờ. Thấy tổ công tác đi ngang, Dương dùng lời lẽ thô tục xúc phạm. Tổ công tác dừng xe lại thì ngay lập tức Dương cầm hai cây dao chạy đến bất ngờ chém quyết liệt và liên tiếp làm một đồng chí phó trưởng công an thị trấn và hai bảo vệ dân phố bị thương phải nhập viện điều trị. Trong lúc bị khống chế, Danh Dương cũng bị thương nhập viện điều trị. Đây là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích.